Bayern Munich và Barcelona chính thức công bố tân huấn luyện viên. Bayern Munich đã chính thức bổ nhiệm Vincent Kompany vào vị trí huấn luyện trưởng của Bayern Munich, trong khi người cũ của Hùng Xám là Hansi Flick trở thành thuyền trưởng của Barcelona. Vincent Kompany đã chính thức trở thành tân huấn luyện viên của Bayern Munich, trong khi người cũ của Hùng Xám là Hansi Flick ngồi vào ghế nóng tại Barcelona. Huấn luyện viên Kompany dẫn dắt Bayern Munich. Tối ngày 29 tháng 5, giờ Hà Nội, Bayern Munich chính thức công bố Vincent Kompany trở thành huấn luyện viên của đội bóng theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2027. Theo giới truyền thông, do hợp đồng của ông Kompany với Burnley còn thời hạn đến hè 2028, Bayern Munich phải chi khoản phí lên tới 12 triệu euro để phá vỡ giao kèo. Quyết định bổ nhiệm Vincent Kompany của Bayern Munich khiến nhiều người bất ngờ khi mà vị thuyền trưởng này chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân, khi anh chỉ mới dẫn dắt có hai đội bóng là Anderlecht và Burnley. Tuy vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đặt niềm tin rất lớn vào vị huấn luyện viên người Bỉ khi khẳng định Kompany phù hợp cho Bayern Munich. Vincent Kompany chính là đại diện cho sự đoàn kết và tinh thần đồng đội mà chúng tôi cần. Tất cả thành viên ở câu lạc bộ đều đồng ý rằng Vincent Kompany là huấn luyện viên phù hợp cho Bayern Munich. Giám đốc điều hành Bayern Munich Jan-Christian Driessen cho biết, trong ngày ký kết hợp đồng, huấn luyện viên Vincent Kompany cũng tự tin cho biết, tôi rất mong đợi thử thách ở Bayern. Là một huấn luyện viên, bạn phải thể hiện cá tính của mình. Tôi thích lối chơi cầm bóng, sáng tạo, đồng thời các cầu thủ cũng phải quyết liệt và lăn xả trên sân. Giờ đây, tôi mong chờ những điều cơ bản nhất, đó làm việc với các cầu thủ, xây dựng một tập thể. Có nền tảng thì thành công sẽ đến, vị huấn luyện viên người Bỉ khẳng định. Trước khi trở thành thuyền trưởng của Bayern Munich, Vincent Kompany cũng từng thi đấu hai mùa giải tại Bundesliga trong màu áo Hamburg. Barcelona bổ nhiệm huấn luyện viên Hansi Flick. Cùng với Bayern Munich, Barcelona cũng đã chính thức bổ nhiệm Hansi Flick làm tân huấn luyện viên đội bóng, thay thế cho Xavi Hernández. Barcelona và Hansi Flick đã đạt được thỏa thuận để trở thành huấn luyện viên trưởng đội bóng cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Huấn luyện viên mới đã ký hợp đồng tại văn phòng câu lạc bộ cùng chủ tịch Juan Laporta, thông báo từ Barcelona. Bổ nhiệm Hansi Flick, Barcelona đã chọn một nhà cầm quân nổi tiếng với lối chơi ép sân, quyết liệt và mạo hiểm. Phương châm này đã đem lại nhiều thành công lớn cho ông ở cấp câu lạc bộ lẫn đấu trường quốc tế, giúp ông giành được nhiều chiến thắng trong làng bóng đá. Cựu huấn luyện trưởng của Hùng Xám ký hợp đồng 2 năm với Barcelona để trở thành chiến lược gia người Đức thứ 3 trong lịch sử đội bóng xứ Catalonia, sau Hans Wiesel, 1975-76, và Udo Lattek, 1981-83. Flick cũng là huấn luyện viên trưởng thứ 5 làm việc cho Barcelona dưới thời chủ tịch Laporta, sau Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Ronald Koeman và Xavi. Trong sự nghiệp của mình, Hansi Flick từng trải qua những năm tháng thành công tại Bayern Munich trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Đáng chú ý, ông từng cùng Bayern Munich làm nên cú ăn sáu lịch sử với chức vô địch Bundesliga, DFB Pokal, DFL Super, UEFA Champions League và UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup mùa giải 2019-2020. Vì vậy, Barcelona rất kỳ vọng ông sẽ mang lối chơi tấn công ở Bayern đến với đội bóng mới, nơi ông sẽ tái ngộ học trò cũ Robert Lewandowski. Phát biểu trong ngày trở thành thuyền trưởng của Barcelona, huấn luyện viên Hansi Flick cho hay, tôi rất vinh dự khi được dẫn dắt Barcelona, tôi muốn làm mọi thứ để đưa câu lạc bộ này tới thành công. Triết lý bóng đá của Barcelona đã luôn phù hợp với tư tưởng của tôi, kiểm soát bóng và luôn tấn công. Barcelona luôn đề cao không chỉ chiến thắng mà cách giành chiến thắng. Và đặt niềm tin vào La Masia để đạt mục tiêu đó, vị chiến lược gia người Đức nói. Tôi nghĩ Barca có một trong những đội trẻ tốt nhất thế giới, và tôi sẽ tiếp tục giúp các ngôi sao trẻ hòa nhập vào đội hình chính Barcelona.